Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô Từ Bi Dung Độ Gia Hộ. Thành đồng chào tất cả quý vị đến với Vấn Đáp Tâm Linh lần thứ 129. Thì ngày hôm nay Thanh Đồng xin được phép trả lời các câu hỏi của quý vị gửi về cho Thanh Đồng như sau. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Quý vị ơi, Thanh Đồng có thể nói với quý vị một câu thật tâm thật tình như thế này. Quý vị nhớ cho Thanh Đồng một câu nha. Đừng bao giờ mình để mình phạm giới, đặc biệt nhất chính là cái giới suy nghĩ. Tại vì sao? Giới suy nghĩ là khởi đầu các giới. Nó là nguyên nhân dẫn đến lời nói và xuất phát ra là hành động. Nếu như mà cái suy nghĩ của mình không tốt, từ ngay phút giây ban đầu suy nghĩ đã không tốt, thì chắc chắn nói ra cái lời nói nó sẽ mang cái ý xúc phạm, xè xỉa và khinh hạ. Có khi là trong cái lời nói mình có dao ở trong đó. Và khi mà suy nghĩ xấu, lời nói xấu rồi, cái hành động chắc chắn là có điều bẩn tanh. Nó bẩn tanh là nhẹ đó, đúng đắn nữa là tội ác. Người mà có suy nghĩ xấu, lời nói rất thô thiển và hành động rất bẩn tục và ác độc. Hoan hỷ. Và thật ra trong tất cả các giới của 10 giới trọng thì cũng có rất là nhiều giới khuyên chúng ta rèn luyện dũa, vì tâm, vì khẩu, vì thức, rất rất nhiều. Và trong hầu hết các cái giới của Đức Như Lai giáo hóa thì rất là nhiều giới nói về ý nghĩ, rất là nhiều giới nói về tâm. Đặc biệt nhất là không có được giận ai đó quá lâu. Có một cái giới là không được giận người ta quá lâu. Cảm xúc con người mình á, thì nó có yêu hờn, ghét bỏ, nó có tình yêu. Đồng thời nó cũng có cái sự ghét ở trong đó. Nhưng mà Đức Như Lai Thế Tôn đã dạy cho chúng ta là không có được ghét người ta quá lâu. Thí dụ như mình giận người ta 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày thôi. Cái mình lấy gì? Mình lấy từ bi, mình lấy sám hối ra, cái mình hiểu triệt được vấn đề, mình hết giận người ta. Chứ mình giận người ta lâu quá đó là mình phạm giới rồi. Mà mình phạm giới mình đâu có đắc giới, thành ra mình đâu có được chứng cái gì đâu, đúng không? Thật ra chữ chứng á, là một cái thước đo để cho mọi người cố gắng. Chứ thật ra thực chất hận giận người ta dẫn đến lòng tâm mình đau khổ. Hận và giận người ta dẫn đến lòng tâm mình đau khổ. Và một điều nữa, phỉ báng bậc thánh, phỉ báng pháp môn của người khác, lỡ mai mà pháp môn đó chân chánh á, thì mình đọa vào địa ngục khổ, phải chịu hình phạt cắt lưỡi. Nam Mô Phật. Còn cái người tu tập á, mà không tạo phước báo, cứ tưởng mình là thánh, tưởng mình là thần, thì cuộc sống rất là cơ cực, tâm rất là khó nhiếp và dẫn đến điên loạn. Miệng không nói những lời tốt đẹp hay chê bai người khác, miệng ha không có nói những lời tốt đẹp hay chê bai người khác, thì cái nhân tướng nó bị một cái hình thù rất là xấu. Có thể là những cái căn bệnh hiện nay là tai biến nè, mất trí nè. Rồi cái người mà được những cái thành tựu, thành công, sức khỏe, thành đạt và trụ vững song trẻ sâu trong xã hội là do người ta có cái tánh thành thật, có cái tánh khiêm tốn và biết học hỏi. Rồi Thanh Đồng hỏi quý vị thật sự nha, nếu như mà một người nào mà bán bổ, đánh đập cha mẹ thì bị cái lỗi gì? Trong lòng chúng ta đều có câu trả lời. Nhiều bạn hỏi em, mà em hỏi em nói ra cái câu này thì có lẽ người xấu nghe người ta sẽ giận, sẽ buồn và sẽ hờn lắm. Nhưng mà thật ra cái người mà đánh đập và chửi rủa cha mẹ thì chỉ có 3 con đường để đi thôi. Một là làm như là bị một cái gì đó nó chi phối mình, như thường ông bà mình nói như bị quỷ nhập gì đó. Nhưng mà thường những người đánh đập cha mẹ, 3 con đường để đi, nói ra đừng giận nha. 1 là đọa làm súc sanh, 2 là về địa ngục, 3 là sống kiếp ngạ quỷ, mà không phải quỷ tầm thường, con quỷ mà ngày ngày đều có búa bổ lên đầu, lửa thiêu đốt cháy thân á. Còn cái người á mà có cái tâm ám hại bậc chân tu thì bị đọa địa ngục, chịu khổ. Khuyên người làm phước thiện lành, sau này hưởng được nhiều phước báo. Lấy của tam bảo dùng riêng cho mình, đọa làm súc sanh giữ chùa trả nợ. Cái câu này là đời xưa nhiều thầy truyền dạy lại cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà thật ra lấy của tam bảo dùng làm đồ riêng cho mình,
đọa làm súc sinh giữ chùa trả nợ. Cái câu này là câu biểu trưng. Chứ thật ra cái người mà nhận tiền cúng dường của dân chúng, được chùa nuôi, đình nuôi, mà không có cái công, ăn bám thôi, không có cái công giáo hóa chúng sanh, hoặc không có bỏ công sức lao động ra, thì có thể là phải trả nợ nè. Lấy của tam bảo dùng riêng cho mình, đọa làm súc sinh giữ chùa trả nợ. Là phải trả nợ. Tại vì sao? Thì nợ là phải trả rồi. Là tại dân chúng nuôi mình, người ta cúng dường, người ta nuôi mình, thì mình phải trả nợ thôi, đúng không? Tôn kính các bậc thánh, đặc biệt là Đức Phật, các vị thánh, các vị tiên, thì mình có được cái nhân là được đắc đạo quả cao siêu. Hoan hỷ quý vị, rất mong những thông tin này hữu ích cho tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.